Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 1, trang 21, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập. Bài tập 1 như sau. Một người mua 25 quyển vở giá 3.000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1.500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở? Để làm bài tập này, chúng ta thực hiện qua các bước như sau. Bước 1, ta tìm số tiền của người đó có bằng cách lấy 3.000 đồng nhân với 25 quyển vở, bởi người đó mua 25 quyển vở với giá 3.000 đồng thì vừa hết số tiền. Bước 2, ta tìm số vở loại 1.500 đồng một quyển bằng cách lấy số tiền của người đó vừa tính được ở bước 1 chia cho 1.500. Chúng ta cùng đi vào bài tập cụ thể. Bài 1. Lời giải đầu tiên, ta tìm số tiền của người đó. Số tiền của người đó là 3.000 nhân với 25 bằng 75.000 đồng. Người đó có 75.000 đồng. Như vậy, cũng với số tiền 75.000 đồng, nếu mua vở với giá 1.500 đồng một quyển, thì người đó mua được số quyển vở là... Như vậy, số vở loại 1.500 đồng mua được là 75.000 chia cho 1.500 đồng. Bằng 50 quyển. Đáp số năm mươi quyển vở. Như vậy, cô đã vừa cùng với các con làm xong bài tập số 1. Cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 2, trang 21, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập. Bài tập 2 như sau. Một gia đình gồm 3 người, bố, mẹ và một con. Bình quân thu nhập hàng tháng là 800.000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi, thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền? Để làm bài tập này, chúng ta thực hiện các bước như sau. Bước 1, ta tìm tổng thu nhập của gia đình đó bằng cách lấy bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là 800.000 đồng nhân với số người của gia đình là 3 người. Bước thứ 2, ta tìm bình quân thu nhập của mỗi người sau khi gia đình đó có thêm một con. Gia đình đó có thêm một con là từ 3 cộng 1 bằng 4 người. Bình quân thu nhập của mỗi người lúc này bằng tổng thu nhập vừa tính được ở bước trên chia cho 4. Cuối cùng, ta tìm bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu bằng cách lấy bình quân thu nhập ban đầu, trừ đi bình quân thu nhập khi có thêm một con. Chúng ta cùng đi vào bài tập cụ thể. Bài 2. Bước đầu tiên, ta tính tổng thu nhập hàng tháng của gia đình đó là
Ta lấy bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là 800.000 đồng. Nhân với số người của gia đình đó là 3 người bằng 2.400.000 đồng. Bước tiếp theo. Nếu có thêm một con, nếu có thêm một con, thì bình quân thu nhập của mỗi người là 2.400.000 đồng chia cho số người hiện tại của gia đình đó. Ban đầu gia đình đó có 3 người, nếu có thêm một con là cộng 1. Ta có 2.400.000 đồng chia cho 4 bằng 600.000 đồng. Như vậy, bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi 800.000 đồng một người, trừ đi bình quân thu nhập của mỗi người khi gia đình đó có 4 người là 600.000 đồng bằng 200.000 đồng. Đáp số 200.000 đồng. Như vậy, cô đã vừa cùng với các con làm xong bài tập số 2. Cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 3, trang 21, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập. Bài tập 3 như sau. Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 mét mương, người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét? Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 3, trang 21, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập. Bài tập 3 như sau. Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 mét mương, người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? Biết rằng mức đào của mỗi người như nhau. Để làm bài tập này, chúng ta thực hiện các bước như sau. Lời giải đầu tiên, chúng ta tìm số người sau khi bổ sung bằng cách lấy số người ban đầu của đội đó là 10 người cộng với số người được bổ sung là 20 người. Tiếp theo, ta giải bài toán 30 người đào trong một ngày được bao nhiêu mét mương theo phương pháp tìm tỷ số. Cụ thể, bước 1, ta tìm tỷ số giữa 30 người và 10 người. Bước 2, ta tìm số mét mương trong một ngày 30 người đào được bằng số mét mương 10 người đào được trong một ngày nhân với tỷ số giữa 30 người với 10 người vừa tính được ở bước 1. Chúng ta cùng đi vào bài toán cụ thể. Bài 3. Sau khi bổ sung thì đội đó có số người là
ta lấy số người ban đầu của đội đó là 10 người, cộng với số người được bổ sung là 20, bằng 30 người. Như vậy, 30 người gấp 10 người số lần là 30 chia cho 10 bằng 3 lần. Ta đã tính được tỷ số giữa 30 người với 10 người. Cuối cùng, ta tính trong một ngày cả đội đó đào được số mét mương là 30 người với 10 người. Cả đội đó đào được số mét mương mà 10 người đào được trong một ngày là 35. Nhân với tỷ số giữa 30 người với 10 người là 3, bằng 105 mét. Đáp số mét mương. Như vậy, cô đã vừa cùng với các con làm xong bài tập số 3. Cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 4, trang 21, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập. Bài tập 4 như sau. Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg, thì xe chở được nhiều nhất bao nhiêu bao? Để làm bài tập này, chúng ta thực hiện các bước như sau. Bước 1, ta tìm số gạo xe tải đó có thể chở được bằng cách lấy số gạo mỗi bao nhân với 300. Bước 2, ta tìm số bao gạo loại 75 kg xe đó có thể chở được bằng cách lấy số gạo xe tải đó có thể chở vừa tính được ở bước 1 chia cho 75. Chúng ta cùng đi vào bài tập cụ thể. Cô tóm tắt đề bài. Nếu mỗi bao 50 kg thì xe đó có thể chở được 300 bao gạo. Hỏi: nếu mỗi bao 75 kg thì xe đó chở được nhiều nhất bao nhiêu bao gạo? Chúng ta cùng đi vào giải bài tập. Bước đầu tiên, ta tính xe tải đó chở được số kg gạo là ta lấy số kg gạo mỗi bao là 50 nhân với số bao là 300 bao bằng 15.000 kg. Như vậy, xe đó có thể chở được 15.000 kg gạo.
nếu chất lên xe. Nếu chất lên xe. Loại bao gạo. Bảy mươi lăm kg thì xe chở được. Nhiều nhất. Số bao gạo là 15.000 chia cho 75 bằng 200 bao. Như vậy, nếu như mỗi bao gạo nặng 50 kg, xe đó có thể chở được 300 bao gạo. Còn nếu như với loại bao gạo 75 kg mỗi bao thì xe đó chở được nhiều nhất là 200 bao. Đáp số. Hai trăm bao gạo. Như vậy, cô đã vừa cùng với các con làm xong bài tập số 4, trang 21, sách giáo khoa toán lớp 5. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!